Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một sản phẩm của nhà Airwear có mã sản phẩm là AWD AH1000 GBS. Sản phẩm này là máy giặt lòng ngang. Hãy cùng mình unboxing xem bên trong chiếc máy có những gì nhé. Về ngoại hình thì chiếc máy này có màu xám khá là sang trọng nha mọi người. Kích thước thì chiều cao của nó là 85cm, chiều ngang 60cm và chiều sâu 54cm. Chiếc máy này có khối lượng là 67kg và chiếc máy này có một điều đặc biệt, đó là chúng ta có thể vừa có thể giặt và vừa có thể sấy. Khối lượng sấy của nó là 6kg và khối lượng giặt của nó là 10kg. Hãy cùng mình tìm hiểu một số chức năng đặc biệt của chiếc máy này nhé. Phía trên này chúng ta sẽ có bảng điều khiển, kèm theo đó sẽ là màn hình LED hiển thị các thông số. Chúng ta sẽ ấn nút nguồn từ 2 cho đến 3 giây để máy có thể khởi động nha mọi người. Bên phía bên này chúng ta sẽ có nút vặn điều chỉnh các chế độ và chương trình giặt khác nhau, gồm có 12 chương trình giặt nha mọi người. Phía bên này chúng ta sẽ có các phím cảm ứng để hiện giờ, giặt hơi, nhiệt độ, tốc độ vắt, refresh, sấy. Còn đây sẽ là nút khởi động hoặc là nút tạm dừng. Bên phía bên này chúng ta sẽ có một cái khay để chúng ta có thể đổ nước giặt hoặc là nước xả vải. Bên trong lồng giặt sẽ đi kèm một số phụ kiện như là dây dẫn nước nha mọi người, và một quyển sổ hướng dẫn sử dụng giúp chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này được tốt hơn. Bên cạnh đó thì phía sau máy sẽ trang bị ống xả nước nha mọi người. Ở chiếc máy này có một số tính năng nổi bật như là công nghệ giặt hơi nước giúp chúng ta có thể diệt khuẩn, kèm theo đó là công nghệ refresh chăm sóc từng sợi vải giúp quần áo được bền màu hơn. Và bên cạnh đó chiếc máy này có chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao, vì vậy mọi người yên tâm là chiếc máy này sẽ không tốn quá nhiều điện năng của mọi người đâu nhé. Máy giặt của nhà Airwear được bảo hành tận nhà và bảo hành lên đến 24 tháng. Nhanh tay liên hệ với chúng mình để được